kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với Sài Gòn News. Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những tin tức nóng bỏng và chấn động nhất từ chính trường Hoa Kỳ và quốc tế với những diễn biến chính sau. Kamala Harris bị làm nhục tại Đại hội Đảng Dân Chủ khi hàng chục đại biểu từ chối ủng hộ. Chấn động, gã khổng lồ tin tức Mỹ bị buộc phải thừa nhận nổ dối nghiêm trọng về Tổng thống Trump chính quyền Biden Harris đối mặt với vụ kiện lớn từ 15 tiểu bang. Tổng thống Trump hé lộ thông tin gây sốc về cậu con trai Úc Byron. Và sau đây là phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị thân mến, tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ DNC, Phó Tổng thống Kamala Harris đã phải đối mặt với một cú sốc lớn khi hàng chục đại biểu từ chối ủng hộ bà trong cuộc bỏ phiếu quan trọng. Cuộc bỏ phiếu này vốn chỉ mang tính thủ tục sau khi đề cử trực tuyến đã trở thành tâm điểm tranh cãi khi 44 đại biểu lựa chọn bỏ phiếu có mặt thay vì ủng hộ Harris. Điều này đánh dấu một sự nhục nhã đáng kể đối với Harris khi phong trào chưa cam kết xuất hiện mạnh mẽ, bắt đầu từ chiến dịch Listen to Michigan vào tháng 2. Phong trào này đã nhanh chóng lan rộng khắp cả nước, đặc biệt tại các tiểu bang tự do như Hawaii, Washington và Minnesota. Các đại biểu không cam kết đã gửi thông điệp rõ ràng rằng họ sẽ không ủng hộ Harris cho đến khi các mối quan tâm của họ về tình hình Gaza được giải quyết. Những người ủng hộ Palestine đã không ngừng gây áp lực, thậm chí tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn gần địa điểm DNC. Trong một buổi biểu tình, dân biểu Ihan Omar đã mạnh mẽ chỉ trích việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Israel, kêu gọi dừng ngay việc này nếu thật sự muốn ngừng bắn. Đơn giản vậy thôi, Omar phát biểu, thể hiện sự phẫn nộ trước tình hình ở Gaza. Sự phản đối từ các đại biểu không cam kết như Jaskider và Supreme Order từ Washington càng làm gia tăng áp lực lên Harris, Cả hai đã bỏ phiếu có mặt trong cuộc điểm danh ảo nhằm chiến lược gây sức ép buộc Harris phải đồng ý với lệnh ngừng bắn và cấm vận vũ khí đối với Israel. Ode chia sẻ: "Tôi bỏ phiếu thay cho một bé gái 10 tuổi đã thiệt mạng trong vụ đánh bom vào đúng ngày sinh nhật của em." Căng thẳng càng leo thang khi hơn một chục người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt sau một cuộc biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Israel tại Chicago. Mặc dù bị cảnh sát còng tay, những người biểu tình còn lại vẫn tiếp tục hô vang khẩu hiệu kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Gaza trong khi đại hội vẫn tiếp tục diễn ra. Tối nay, DNC sẽ chuyển trọng tâm sang thống đốc Tim Walz, ứng cử viên phó tổng thống, khi ông có bài phát biểu quan trọng giới thiệu mình là người bạn đồng hành của Harris. Sự kiện này sẽ có sự góp mặt của các nhân vật quan trọng như cựu tổng thống Bill Clinton và cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, với một chủ đề chính là vụ vi phạm ngày 6 tháng 1. Về phía Đảng Cộng hòa, ứng cử viên độc lập Robert F Kennedy Jr dự kiến sẽ đình chỉ chiến dịch của mình vào thứ Sáu này và có thể sẽ cân nhắc việc ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Chấn động, gã khổng lồ tin tức Mỹ bị buộc phải thừa nhận nói dối nghiêm trọng về Tổng thống Trump. Thưa quý vị thân mến, Associated Press, một trong những hãng thông tấn lớn nhất nước Mỹ, đã phải lên tiếng thừa nhận sai lầm nghiêm trọng sau khi phát hành một báo cáo sai lệch về chương trình nghị sự của cựu Tổng thống Donald Trump cho nhiệm kỳ thứ hai nếu ông tái đắc cử vào tháng 11 báo cáo này đã gây ra làn sóng phẫn độ khi nó bị chỉ trích là đưa ra thông tin sai lệch về một tài liệu do heritage foundation tạo ra thay vì do đảng cộng hòa xây dựng hãng tin ap đã buộc phải đưa ra lời đính chính sau khi nhận ra rằng nội dung của họ phù hợp với quan điểm của đảng dân chủ nhằm mục đích đẩy mạnh sự ủng hộ cho kamala harris ứng viên được giới tinh hoa của đảng này lựa chọn thay thế joe biden người đang phải đối mặt với nghi ngờ về tình trạng sức khỏe ap đã đưa tin rằng chương trình nghị sự của nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump là Đảng Cộng Hòa. Nhưng thực tế, đó là một tài liệu của Heritage Foundation, được gọi là Dự án 2025. Trên thực tế, Tổng thống Trump đã phủ nhận việc liên quan tới tổ chức này và chỉ trích một số quan điểm của họ. Vụ việc này trở nên nghiêm trọng hơn khi Thượng nghị sĩ Mallory Marmoro thuộc Đảng Dân Chủ đã lợi dụng đó tại Đại hội Toàn quốc của Đảng để tấn công Tổng thống Trump, cho rằng ông sẽ thay thế toàn bộ chính phủ liên bang bằng một đội quân trung thành Điều này đã tạo nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ trên các mạng xã hội khi người dân chỉ ra rằng tổng thống Trump chưa bao giờ tán thành dự án 2025 và thực tế là ông đã lên án đó. AP đã buộc phải sửa đổi nội dung báo cáo trên mạng xã hội, đồng thời thừa nhận họ đã nhận định sai khi gọi dự án 2025 là của Đảng Cộng hòa, trong khi nó không liên quan gì đến chiến dịch của cựu tổng thống. Tuy nhiên, họ vẫn chưa công khai thông báo rằng tổng thống Trump hoàn toàn bác bỏ dự án 2025 và nó không có bất kỳ mối liên hệ nào với chiến dịch hoặc chính quyền của ông. Trong khi đó, đội ngũ của Tổng thống Joe Biden đã lợi dụng thông tin này để lập một trang web, dù không có cơ sở, nhằm chỉ trích dự án 2025, trong khi Tổng thống Trump đã giới thiệu chương trình nghị sự 47 của mình. Các nhà bình luận trên mạng xã hội đã chỉ trích mạnh mẽ AP vì đã không đưa ra một lời xin lỗi rõ ràng và đầy đủ hơn cho công chúng. Thưa quý vị, đây rõ ràng là một bằng chứng xác thực nhất chứng minh truyền thông cánh tả đang giúp đảng Dân Chủ gian lận bầu cử. Câu chuyện Tổng thống Trump bị truyền thông cánh tả dùng đủ mọi cách để hạ bệ ngài đã có từ lâu, và chắc hẳn quý vị cũng không lạ lầm gì nữa. Bọn chúng giờ đây đã trở nên rất manh động, sẵn sàng làm tất cả để ngăn cản Tổng thống Trump trở lại tòa bạch ốc một lần nữa. Người dân Mỹ giờ đây đã thực sự bừng tỉnh và nhận ra được bộ mặt thối nát của đám truyền thông cụi này rồi. Chính quyền Biden-Harris đối mặt với vụ kiện lớn từ 15 tiểu bang Thưa quý vị thân mến, chính quyền Biden-Harris đang phải đối mặt với một cuộc tấn công pháp lý dữ dội khi 15 tiểu bang do Kansas dẫn đầu đã đồng loạt đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn chính quyền liên bang cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe do người nộp thuế, tài trợ cho những người nhập cư bất hợp pháp thông qua đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng ACA. Tổng trưởng lý Kansas Chris Colbert cùng với các tổng trưởng lý từ 14 tiểu bang khác đã để đơn kiện lên tòa án quận Hoa Kỳ cho quận Bắc Dakota, phân khu phía Tây cáo buộc rằng quy tắc mới của Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid CMS mở rộng định nghĩa có mặt hợp pháp để bao gồm những người nhận hành động hoãn lại đối với những người đến Hoa Kỳ khi còn nhỏ, DACA, là một động thái vi phạm luật pháp liên bang và gây gánh nặng tài chính nghiêm trọng. Vụ kiện khẳng định rằng việc cho phép những người nhận DACA hưởng các quyền lợi của ACA là trái pháp luật và vi phạm đạo luật hòa giải cơ hội làm việc và trách nhiệm cá nhân năm 1996, P.R các tiểu bang cũng tuyên bố rằng cms đã vượt quá quyền hạn của mình và hành động này là một nỗ lực nhằm bỏ qua quốc hội để mở rộng phúc lợi cho những người nhập cảnh bất hợp pháp trong đơn kiện các nguyên đơn tố cáo quy tắc của cms là tùy tiện và thất thường và rằng quy tắc này mâu thuẫn với chính aca vốn chỉ cho phép công dân hoặc thường trú nhân hoa kỳ và người nước ngoài có mặt hợp pháp tại hoa kỳ hưởng các quyền lợi liên quan đến chăm sóc sức khỏe vụ kiện cũng chỉ ra rằng Quy định mới của CMS có thể làm cho khoảng 200.000 người nhận DACA đủ điều kiện mới để được hưởng chế độ bảo hiểm ACA. Điều này sẽ tạo ra một động lực tài chính lớn, khiến người nước ngoài ở lại Hoa Kỳ bất hợp pháp đồng thời làm tăng đáng kể gánh nặng tài chính lên các sàn giao dịch chăm sóc sức khỏe do nhà nước điều hành. Nếu vụ kiện thành công, nó sẽ ngăn chặn nỗ lực của chính quyền Biden Harris trong việc mở rộng phạm vi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho những người nhận DACA đồng thời đánh dấu một thất bại pháp lý nghiêm trọng đối với chính quyền liên bang trong cuộc chiến bảo vệ quyền lợi nhập cư. Phản ứng mạnh mẽ từ các tiểu bang các tổng trưởng lý tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không để chính quyền liên bang vượt qua quyền hạn và cung cấp phúc lợi cho những người nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Đây là một hành động bất hợp pháp và chúng tôi sẽ theo đuổi đến cùng để bảo vệ tính toàn vẹn của luật pháp." Tổng thống Trump hé lộ thông tin gây sốc về cậu con trai Úc Byron. Kính thưa quý vị thân mến, trong một tiết lộ đáng chú ý vào thứ Ba, cựu tổng thống Donald Trump đã bất ngờ chia sẻ rằng con trai út của ông, Barron Trump, sẽ chính thức theo học tại một trường đại học nổi tiếng vào mùa thu năm nay. Mặc dù Trump giữ kín những chi tiết cụ thể, nhưng ông cũng đưa ra một số gợi ý đầy ẩn ý. Khi được hỏi về kế hoạch học đại học của Barron, tổng thống Trump đã khéo léo trả lời: "Chúng tôi sẽ sớm công bố thông tin chính thức. Cậu bé đã ổn định ở một trường cực kỳ tốt." Khi phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi, liệu có phải Byron sẽ học ở New York? Tổng thống Trump xác nhận, đúng vậy, ở New York. Nhưng sau đó ông nhanh chóng thêm vào, tôi sẽ cho bạn biết chi tiết sau, sẽ có những tiết lộ ngoài lề. Byron Trump, người thường tránh xa ánh đèn sân khấu so với các anh chị em của mình, đã được Tổng thống Trump khen ngợi là một học sinh xuất sắc, thông minh. Hiện tại, dư luận đang sôi sục với những đồn đoán liệu Byron có theo học tại một trong những trường đại học danh tiếng như NYU hay Columbia hay không. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Sài Gòn News. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào từ những câu chuyện hấp dẫn và gây sốc nhất trên thế giới. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Chúc quý vị một ngày tốt lành và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.